vâng tết nguyên đán đang tới gần thương mại điện tử hay là mua sắm qua mạng Và dịp này thì cũng trở thành phần nào đó là một mảnh đất màu mỡ cho những kẻ lừa đảo vì uh, giai đoạn này thì nhiều người cũng đi tìm mua vé máy bay vé tàu online để về quê khi nhu cầu đi lại tăng cao cũng là lúc tái diễn tình trạng lừa đảo mới đây cơ quan chức năng cũng như các hãng hàng không đường sắt đã đưa ra cảnh báo người dân cần cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo mua vé máy bay tàu xe giá rẻ qua online nhằm chiếm đoạt tài sản Cục an toàn thông tin và hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines ghi nhận một số trường hợp đối tượng lừa đảo tạo các website có tên miền, địa chỉ, giao diện, màu sắc giống, dễ gây nhầm lẫn cho khách hàng. Đồng thời giao bán vé với giá rất rẻ. Việc đặt vé máy bay cũng thực hiện dễ dàng với thông tin cung cấp chỉ là họ tên và số điện thoại. Có nhiều hình thức lựa chọn thanh toán, tuy nhiên đều dẫn đến một kết quả giữ kết nối điện thoại. Hoặc nếu có nhu cầu kiểm tra sớm đơn hàng. Liên hệ với một số điện thoại qua Zalo. Cho em lấy vé như nào nhỉ? Em gửi qua Zalo ạ. À tức là chị gửi cho em mã luôn đúng không? Thế còn thanh toán thì sao ạ? Thanh toán qua chính khoản ạ. Nhưng em không thấy cái thông tin chuyển khoản ở trên này. Em gửi qua Zalo nha. Tức là mình mình gửi hết qua Zalo hả chị? Đúng ạ. Yêu cầu thanh toán qua tài khoản cá nhân, gửi sau đó thì họ gửi lại các mã đặt chỗ nhưng không xuất vé một số đối tượng thì sau khi nhận tiền vẫn xuất đặt chỗ xuất vé nhưng sau đó lại hoàn vé và chiếm dụng tiền hoàn vé của hành khách. Lượng mua vé tàu dịp Tết Nguyên đán 2025 cũng đang tăng nhanh với khoảng 115.000 vé dịp Tết đã được bán ra, chiếm gần 47% lượng vé cung ứng. Các chuyến đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 1 đã hết vé. Ngành đường sắt khuyến cáo khách hàng chỉ mua vé qua các ứng dụng liên kết hoặc các trang web chính thức. Ngoài những cái trang của ngành ra thì chúng tôi không có cái uh, chương trình ưu đãi giảm giá nào khác như là giảm giá vé uh, theo hội trên các cái hội nhóm đăng tin. Hiện nay, Trung tâm Internet Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai cổng tiếp nhận phản ánh lạm dụng tên miền. Qua đó, giúp người dân và doanh nghiệp có thể phản ánh các tên miền vi phạm dùng vào mục đích xấu bất kỳ người dân nào cũng có thể vào cái cổng thông tin online đó để báo cáo và qua đó thì Vinix sẽ thu thập được thông tin, sẽ phân tích và chia sẻ với các cơ quan chức năng để phối hợp đồng bộ để xử lý. Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng khuyến cáo người dân không truy cập vào các đường dẫn lạ, thông báo đã trúng thưởng, ưu đãi giá vé hoặc tải về những ứng dụng không rõ nguồn gốc để tránh bị chiếm quyền điều khiển thiết bị và chiếm đoạt tài sản.